So we're here in the south of Vietnam, and the clutch cable string, whatever you call it, snapped. So luckily we have one right next to two shops, but in these beautiful leather bags I have what I need, which is the same thing that just snapped, and there'll be no hassle. Now let's change that stuff because it's so hot, we need to go. Cái dây này anh rất đơn giản, em có đồ rồi, chỉ cần thay và em gửi tiền công cho anh. Vâng. Anh người gì mà nói tiếng rõ vậy ạ? À, Romani ạ. Romani. Vâng. Mà nói tiếng Việt được. Cảm ơn. À, hay, hay. Em ở đây lâu rồi, 16 năm rồi. À. Vâng. Em để mũ ở đây nhá, không. Dạ. Cái thay dây anh à? Thay nguyên cộng luôn hả? Cái này thì không có. Cái này không có. Không, cái này duy trì chỉ là dây thôi. Chắc anh kỹ thuật ở Hà Nội thì làm rồi, làm tại nhà luôn, chỉ cần cái dây thôi, nó không phải chất lượng Honda Yamaha cho nên nó hay, vâng, kiểu một năm hai năm một lần nó sẽ bị như vậy. May quá là bị lúc nãy ở trên kia thôi, rất là gần đây ạ. So this is the beautiful part that I need, and I have it. I've been carrying it in my bag for 2 years, and I sometimes felt stupid and I said, like, maybe I just leave it home, why would I take it, it never happened again. But there you go, kind of Murphy's law reversed. What would I have done without this in my bag? So here we are at this shop, Le Minh. Phone number 0985-844-476 on DT741. This is a very good shop with a very nice man. He's helpful. Em quay một tí làm kỷ niệm. Em cũng có kênh YouTube nên quay kiểu chia sẻ kinh nghiệm và đi phượt ấy. And now we fixed it. We have a clutch again. And we got a roll again. Chào anh, chào bác ạ.